Hãy dừng ngay việc này lại nếu không muốn chó phốp sóc của bạn có bộ lông như thế này. Như video trước mình đã phân tích rồi, đó là chó phốp sóc cấu tạo lông của nó sẽ gồm có hai lớp, đó là lớp cước và lớp gòn bên trong. Thì mình để ý luôn nha, có rất nhiều anh chị hoặc ngay cả thú y luôn, chỉ vì muốn bộ lông của chó phốp sóc của mình đẹp hơn mà tầm 3-4 tháng tuổi, cái giai đoạn mà các bé đang thay lông á, thì mọi người hay cạo lông máu đúng không? Đó đó đó, đó mới là cái cú chí mạng mà làm cho lông mấy bé sẽ rất là xấu hoặc là sẽ rất là khó được phục hồi sau này. Mọi người nhớ giùm tôi là cái bộ lông các bé phốp sóc được quy định bởi bộ gen hoàn toàn. Coi nè, đứa nào mà lông dày là dày ngay từ nhỏ, dày từ trong trứng nước, lông dày cho tới lúc già lúc yếu luôn. Bánh bò nhà tôi là đã 10 tuổi rồi nhưng mà bộ lông vẫn rất là dày nha, chứ tôi không hề tác động gì lên lông của bé cả. Khi mọi người cạo đi bộ lông của chó phốp sóc á, thì nó sẽ bị mất cả hai lớp lông luôn. Và khi mà lên lông lại, mọi người để ý cho tôi đi, nó sẽ chỉ lên cái lớp cước không à, có nghĩa là lông của nó sẽ rất là xẹp luôn. Ngay cả ở những bé thay lông và tự rụng lông thì mọi người cũng sẽ thấy như vậy. Nhưng mà theo cái cơ chế tự nhiên thì cái lớp gòn nó sẽ mọc lại sau một thời gian khi các bé trưởng thành. Nhưng mà khi mà mọi người tác động, mọi người cạo lông á, thì mọi người sẽ làm cho các bé bị tổn thương bề mặt da. Bạn nào mà lỡ rồi á, thì hên hên, lông nó còn mọc lại. Còn xui á, thì tôi chia làm hai loại. Xui ít á, thì lông nó sẽ mọc lại, nhưng mà nó chỉ mọc lên lớp cước thôi, và cái bộ lông nó sẽ rất là bị xẹp xuống luôn, chứ nó không còn xù, không còn dày như cái vốn dĩ của các bé nữa. Còn mà xui nhiều luôn á, thì khi mà mọi người cạo vô tình làm cho cái bề mặt da bị tổn thương, thì các bé nó sẽ bị black skin, có nghĩa là một cái vệt rất là hay có ở pom, nghĩa là da sẽ bị đen bóng lại và lông sẽ không mọc lên luôn. Là lúc đó là nhìn con bom của mình cứ như là những bé chó không lông á mọi người. Nè, quay thị phạm cho mọi người luôn nha, bé này của mình nó bị viêm da trên lưng, cho nên mình chỉ cạo cái phần viêm da đó đi thôi, tại vì nó quá nặng mà mình không thể nào chữa được khi mà còn lông á mọi người. Vậy mà bây giờ bé nó ra lông nè, mọi người thấy cái phần lông á, nó mới ra nó toàn là cái lông nằm xuống không à. Thì cái này 50-50 thôi, một thời gian á cái phần lông gòn á nó mới phát triển, tại vì cái lông gòn nó phát triển rất là lâu luôn á mọi người. Đó, mọi người có thấy sự khác biệt rõ ràng giữa cái chỗ lông cạo với cái lông xung quanh không? Xem hết video này mọi người còn muốn cạo lông máu cho các bé bom nữa không? Nhớ giùm tôi là đừng cạo lông mấy bé nha.